Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu Việt Nam về các cái dòng sản phẩm làm xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bộ làm xe 4 bánh đơn giản nhất nhưng rất là chất. Đó là bộ xe 4 bánh cầu trước hàn thẳng, trục sau thẳng, phanh đĩa dầu và chạy nhông xích. Có chân phanh dầu, bơm dầu, cầu trước thì có hệ thống lái, vô lăng, nhông xích đầy đủ, đĩa phanh có luôn. Và 4 bánh xe lốp vuông. Bộ này thì chiều rộng của cầu hiện đang là 1m. Nếu các bạn cần loại ngắn hơn thì có loại 80 và loại 60cm. Việc lắp đặt bộ này thì cực kỳ là đơn giản thôi. Nếu như anh em làm khung xe thì đặt cái gối này lên khung, bắt hai con ốc này lại, cố định hai đầu trục này. Đây là một bộ gối đầu bên còn lại. Tiếp theo đến thì cái phần nhông này sẽ được dê qua dê lại và hàn theo cái vị trí bố trí động cơ cho nó hợp lý. Phần đĩa phanh cũng vậy. Trên cái phần hệ thống lái thì thước lái thì được cố định vào khung. Còn ống này là ống bi sẽ được cố định lên phần khung trên để giữ cái trục vô lăng cho nó theo cái hướng. Vô lăng thì có đường kính là 30cm. Đây là bộ cúc ben phanh dầu này. Và đây là bộ chân phanh dầu. Đây là bộ xích. Xích các bạn có thể không mua thì mình sẽ giảm giá đi. Xích này là dùng xích xe máy bình thường thôi, anh em có thể xin ở hàng xe máy cũ rất là nhiều. Đây là bộ Meyer trước. Meyer trước này thì có thể bẻ qua bẻ lại. Đây là phần này. Chúng ta chỉ cần hàn một cái hộp từ bên này qua bên kia theo chiều dài của khung sau là được. Khi giằng lái như thế này, khi tôi kéo vô lăng thì bánh sẽ bị đánh lái qua như này. Đánh lái lại, đánh lái qua, đánh lái lại như này. Đấy, và đây là phần Meyer để bắt lên bánh xe. Bánh này là bánh 3 ốc. Các bạn có thể chọn nửa cái loại bánh xe nhỏ hơn. Các bạn có thể chọn cái bánh xe lốp tròn thì giá nó sẽ rẻ hơn là 200.000 đồng. Còn nếu mà chọn bánh xe lớn hơn thì các bạn vui lòng xem trong một cái video về các loại bánh béo mình đã làm trên video trước để lựa chọn bánh cho nó phù hợp. Đối với cái trục sau này thì là trục khóa hai bánh xe chuyển động đồng tốc. Nếu như anh em nào không thích chạy đồng tốc thì có thể cho một bên chạy trục trơn để xe chạy được êm ái và mượt mà hơn, thì anh em có thể yêu cầu bên mình sẽ làm gia công miễn phí phần trục này. Giá chọn bộ một cái sản phẩm như thế này đang bán là giá của nó là 4.250.000 đồng một bộ như vậy, giá rất là rẻ anh em nhé. Các bạn có thể mua một bộ động cơ khoảng hơn 1.000.000 nữa là có thể làm được cái xe này rồi, hoặc các bạn có thể tham khảo động cơ máy xăng 1 tiến 1 lùi bên mình bán chọn bộ có 3.500.000 thôi, đã bao gồm cả ắc quy đề, hệ thống dây điện và bao gồm cả một cái bô nữa. Các bạn xem video khác nhé. Video này mình không giới thiệu ở đây. Nó có 1 số tiến và 1 số lùi, đơn giản vậy thôi. Máy 125cc rất là khỏe, chơi đơn giản như một cái xe ga, không có gì là phức tạp cả. Video đấy thì mình xin giới thiệu vào trong một cái video khác, các bạn đón xem. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm ghế. Ghế của dòng này thì mình đang bán là giá của nó là 200.000 đồng một cái. Đây là bộ ghế này. Thêm một bộ ghế vào, nhìn rất là đẹp mắt. Và giá của bộ ghế này là 200.000 đồng. Với bộ này thì nếu bạn nào mua cả ghế
thì mình sẽ tính giá khuyến mại là tròn 4.400.000 đồng cả ghế. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn biểu tượng chuông thông báo để nhận được video mới ngay khi mới ra. Mọi thắc mắc hay là yêu cầu chi tiết về kỹ thuật thì các bạn liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Bên mình sẽ giải đáp thắc mắc.